Tòa án ở New York vừa ra phán quyết buộc một người đàn ông 30 tuổi dọn ra khỏi nhà cha mẹ của anh ta sau 8 năm ăn bám. Theo BBC, người đàn ông này tên là Michael Rotondo, dọn về nhà của cha mẹ 8 năm qua. Trong suốt thời gian này, người đàn ông này không đóng góp tài chính hay đỡ đần cha mẹ việc nhà. Ông bà Rotondo đã 5 lần nhờ đến sự can thiệp của luật sư để buộc con trai dọn ra khỏi nhà nhưng đều thất bại. Sau nhiều lần cứng rắn yêu cầu con trai dọn ra khỏi nhà không thành, ông bà Rotondo xuống nước năn nỉ con trai và đề nghị hỗ trợ $1,100 để thuê nhà, nhưng cậu con trai vẫn không chịu dọn đi. Ông bà Rotondo cũng khuyên con trai phải tìm việc làm, chứ không thể ăn bám cha mẹ mãi như vậy, nhưng người con trai cũng không nghe. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, ông bà Rotondo quyết định đâm đơn ra tòa án tối cao ở New York sau khi tòa án quận cho biết họ không có thẩm quyền giải quyết vì Michael là người thân trong gia đình của nguyên đơn. Tại phiên tòa ngày 22 tháng 5, Michael Rotondo tự biện hộ rằng anh ta có quyền sống với bố mẹ thêm 6 tháng nữa. Thẩm phán thẳng thừng bác bỏ đòi hỏi quá đáng của bị cáo, đáp lại người đàn ông 30 tuổi nói yêu cầu của cha mẹ anh ta mới là quá đáng.